tiếp tục gia tăng kỷ lục chọc thủng lưới nhiều đội tuyển quốc gia nhất, 95 bàn vào lưới 36 đội khác nhau. Mặt khác, sau chiến thắng này với một bàn thắng cùng với một kiến tạo thành bàn, Messi đã được trao danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Đây là danh hiệu cầu thủ hay nhất trận thứ 3 của Messi tại World Cup 2022 và đưa anh trở thành